để tạo ra một mối giao lưu và tạo ra những sự đoàn kết, những sự hữu nghị trong ngày thi đấu hôm nay. Chàng hậu vệ cánh kỳ cựu. Và như vậy là tỷ số đã được mở dành cho các cầu thủ của lão tướng đỏ. Không được. Tuy nhiên thì bóng vẫn đang trong chân của đội bóng đây. Tình huống dứt điểm từ xa. Đường chuyền hay, Thanh Bình. Pha thoát đi đến từ cầu thủ của Tây Nguyên. Nguy hiểm, không vào. Rất nhịp nhàng, Đình Phương. Đường chuyền không thấy công Đình Phương nhưng vẫn đang là bóng dành cho lão tướng đỏ. Cơ hội để nhân đôi cách biệt. Rất dễ dàng và tỷ số được nâng lên thành 2-0. Trận đấu của chúng ta đang có sự chênh lệch ở mức tương đối về trình độ. Và lúc này thì lão tướng đỏ đang là những người hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Và sau khoảng gần 15 phút thi đấu, họ đã đem về cho mình được 2 bàn thắng. Cười, không bao vẫn còn. Vua hề của lão tướng xanh vẫn luôn biết cách để khiến các khán giả phải nở nụ cười. Dù trong những điều kiện, dù trong những hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt nhất. Căng ngang. Chiều cao không thực sự ấn tượng, tuy nhiên vẫn đang là những cú dứt điểm. Đường chuyền hợp lý. Cơ hội. Đánh đầu. Điệu băng vào và chuẩn bị cho một pha lắc đầu là cực kỳ sẵn sàng. Nhưng đáng tiếc là khi mà bóng cách đầu của cầu thủ này chỉ ít cm nữa thôi thì đã có một pha chủ động né bóng. Và sau đó thì lão tướng xanh đã phải trả giá. Tỷ số được nâng lên thành 3-0 sau 15 phút thi đấu. Cách biệt đang ngày càng được nới rộng. Và giờ đây thì nó đã là 3-0 rồi. Quá khó khăn trong trận đấu này dành cho lão tướng xanh. Thêm một cơ hội nữa. Dứt điểm, không bầu. Ở trận đấu ngày hôm nay thì lão tướng xanh gần như vẫn chưa thể tung ra được bất cứ một cú đá trúng đích nào về phía khung thành của đối phương. Và như vậy là trận đấu đã khép lại với tỷ số là 3-0 dành cho cầu thủ lão tướng đỏ. Thời tiết đã ảnh hưởng quá nhiều đến trận đấu và trọng tài cũng đã nổi hồi còi để khép lại trận đấu dành cho các lão tướng.